Ôi, hai đứa này các bạn có thể thấy không? Đáng yêu chưa này? Mà từ lúc đẻ ra đứa lớn này, đứa lớn này là được mấy tuổi nhỉ? 3 tuổi nhỉ? 3 tuổi rồi nhá. Mà đứa nhỏ này là được 13, 14 tháng rồi. Từ cái ngày đẻ ra đến bây giờ, hai đứa trẻ này chưa bao giờ biết đến cái kẹo hay là hộp sữa được bán ở chợ, thì các bạn hiểu rồi. Hai em cũng vất vả, mưu sinh, cũng chịu khó làm nương làm giấy trồng sắn để bán, để mua được pro về lập nhà. Đấy, gạo thì cũng không đủ ăn, ăn sắn thay bữa. Xin chào quý vị khán giả và toàn thể các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Hiện tại cũng là trời chiều, Tuấn Nùng đang có mặt tại thôn Nậm Than, ngã ba suối, hai xã Thèn Phìn và xã Đản Ván ra cái dòng suối ở chỗ thôn Nậm Than này. Tuấn đang có mặt tại hộ của Alu các bạn ạ. Đấy, theo như kế hoạch thì hôm nay Tuấn Nùng đến đây để trực tiếp vào hoàn cảnh của em Vân hai con, để xem là cái gia cảnh thực tế của em như thế nào. Vì mọi người nói rằng hộ của em Vân hai con này thì rất là hoàn cảnh. Hai vợ chồng thì có hai đứa con nhỏ. Đấy, mỗi một năm thì cấy được có hai bao thóc thôi. Đấy, mỗi năm thì cấy được hai bao thóc. Đấy. Và hai vợ chồng đã tiết kiệm 2 năm từ cái việc trồng sắn bán cho những người mua để làm rượu, thì mới có được tiền mua được mấy tấm lợp về làm một cái nhà đó các bạn nhé. Còn đây là nhà của Alu. Xin chào Alu nhá. Tối hôm nọ đi bắn cá về thì làm món gì ăn rồi? Cá rồi, làm món gì? Này, bạn ấy đi tung sán anh mua được một tí nấm hương này. Đất thân đất năng. Thế tối nay có cái gì ăn không? Cho bọn anh ăn cơm với. Có măng đắng. Măng đắng thế á? Có măng đắng rồi à? Anh cho hai xiên này, để tí xào xong là cho nước vào xào xào với trẻ, cho trẻ con ăn. Đấy, lấy hai xiên thôi nhá. Không cho nhiều đâu. Đấy, cho hai xiên. Đấy, ngâm nước nóng xong tí xào cho các cháu ăn. Đây là con thứ ba của Alu. Còn đây là cháu Quang. Đấy, tối hôm nọ cháu Quang đi lặn suối bắn cá đây. Đấy. Thế cá hôm nọ về nhà làm gì ăn Quang? Nấu ăn à? Hay là rán ăn? Rán à? Còn đây là cháu thứ hai này các bạn này. Đây là cháu thứ hai. Còn đấy, nhà của Alu đấy. Bé tí tẹo đây. Đấy, tối hôm nọ đi xung kính bắn cá thì vẫn ở đây rồi. Đấy. Nhà thì có mỗi hai chiếc giường thôi. Đấy, một giường bé bé bên này thì hai vợ chồng ngủ. Còn cái giường này thì bốn đứa con chen chúc nhau ngủ. Cô con gái út thì chắc là cùng mẹ xuống làm nương ở dưới kia đây. Tuấn Nùng sẽ đi qua một chút cái hộ của nhà em Alu. Đây, vợ của Alu không biết là đang làm cái gì đây. Đây, đang lấy cỏ để đốt nương. Đây, đây là vợ của Alu, chị Dính. Cô con gái út thì không biết đi đâu. Đang ngủ à? Cô gái út đang ngủ à? Đấy, mùa này thì mùa hoa sim, hoa mùa nở rất là nhiều luôn. Hôm nay thì Tuấn Nùng đến đây là cũng muốn nhờ chỗ Alu là dẫn đi chỗ em Vân hai con hôm nọ nhà chỗ nào ấy nhỉ? Nhà dưới này à? Đi đường nào đi ấy? Đi đường này đi sang kia xuống ruộng. À, đi đường này đi sang bên kia là xuống ruộng à? Alu có bận không? Có bận không? Không bận thì hai anh em mình đi đi nhỉ? Đi sang xem hộ của em Vân hai con xem nào. Sao thì nó khó khăn như thế nào?
Hey, Tuấn Hùng thì vẫn xách 2 xiên, 4 xiên nấm hương vừa cho gia đình của em lù 2 xiên để tối nay cải thiện bữa ăn. Ui, hoa gạo kia ăn được mà, mang về xào ăn được mà. Lù ăn thử chưa? Chưa. Lấy cái cánh của nó về xào ăn được mà. Có chứ. Ăn được mà, mọi người ăn mà không chết đâu. Rất, rất đẹp luôn các bạn ạ. Tí hái về xào một bữa tối luôn nhỉ. Để. Con chó có phải gọi là đề không? Đế. Đề là nước nhỉ. Đế mới là chó. Đấy các bạn xem này. Nhà của 6 người ở trong cái nhà bé tí này. Đấy, vợ chồng A Lù ở trong cái nhà bé tẹo này đây. Thấy chưa? Ở dân nậm than này thì có 14 hộ người Mông sinh sống thôi, toàn là Mông Hoa đây các bạn nhé. Và ở đây thì đất đai sườn đồi thì rất là dốc. Đó, và người Mông ở đây thì canh tác thì cũng rất là khổ. Không có đất để làm ruộng. Ừ. Chíp bó hại. Bó hại. Ừ. Rất khả tay mà. Ờ, rút khả năng. Khả tay lên khả năng cao viện đi. Đến đây thì có thể nhìn thấy kia mái nhà của em Vân hai con này. Nhưng mà làm thế nào để đi được thôi các bạn ạ. Làm thế nào để đi sang bên kia được. Ui xa đấy. Đồi bên này đồi bên kia. Ui hoa gạo đẹp thế nhỉ các bạn này. Này cây hoa gạo thì rất là đẹp này. Ôi. À, cây hoa gạo thì đẹp lắm này. Quay ngược sáng này nó tối om này. Đây. Hoa gạo rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, đường xuống nhà. Ôi. Trơn. Đường xuống nhà em Vần hai con chỉ có đi trên những bờ ruộng và những cái con dốc thôi. Chẳng biết là vợ chồng em ấy ở nhà không. À, bây giờ thì không biết đi đường nào đây. Kia rồi, thấy vợ của em Vần hai con và hai đứa con kia rồi. Đó các bạn ạ. Tuấn Nùng có thể nhìn thấy vợ em Vần hai con với lại hai đứa trẻ đây rồi. Trèo này không sợ ngã à? Nào trèo lên cao vào nào. Ô trèo đấy không sợ ngã à? Gãy là lộn cổ xuống ruộng đấy nhá. Xuống. Trèo như con khỉ. Ừ, cũng chắc thôi. Chưa mục. Các bạn ơi, bây giờ thì Tuấn Nùng sẽ mời các bạn cùng Tuấn Nùng với lại A Lù dẫn đường. Cùng với em A Sùng sẽ xuống hộ của em Vận hai con này để xem cái hoàn cảnh của em như thế nào. Ôi, đầu nhà có một cái vùng đất lở to như thế này á. Ui, làm nhà đây không nguy hiểm à. Các bạn này, xem này, dưới này là cả một cái khu vực đất bị sói mòn, lở. Và ngay dưới chân Tuấn này. Đây. Đó, các bạn sẽ thấy là cả một cái vực đất luôn. Nguy hiểm quá. Ôi, chỗ này trượt chân một phát ngã xuống kia là gãy chân gãy tay bình thường đấy. Rất là cao này. Cao lắm. Nhà này cũng ăn măng. Ôi, nhà này chắc cũng ăn măng. Đây các bạn ơi, lần đầu tiên Tuấn Nùng đến chỗ nhà của em Vân hai con. Thì đất này chắc là mới được đào ra thôi, để làm nhà thôi. Cái tả ly thì cũng cao đến 3 mét. Và cái phần đất ở trên này thì cũng lồi ra như thế này cũng rất là nguy hiểm. Nói thật ra thì ở cái vùng núi phía tây của tỉnh Hà Giang đến với huyện Hoàng Su Phi 100% là đồi núi đất thôi. Cái phần đá thì rất là ít. Mà đất ở đây là đất đất vàng, đất đỏ pha cát. Nên là ở cái tả ly này cũng rất là nguy hiểm. Đối với gia đình của em thì có 30 tấm lợp. Em nói rằng là tiết kiệm 2 năm em trồng sắn.
đó thì mới mua được tấm lợp nhé. Còn bây giờ Tuấn Nùng mời các bạn cùng Tuấn Nùng xuống dưới nhà để xem rõ hơn hoàn cảnh của em. Đây là khu vực bể nước. Bể nước là chỉ có mỗi cái vòi nước dẫn về thôi. Đây, dẫn về một cái xô như thế này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy bên này là cả một cái rãnh lở từ trên xuống này. Ui, cái hoa gì ở dưới kia đẹp thế nhở, vàng vàng kìa. Ôi, cái phên nhà này mọt hết rồi. Em Vân ơi. Đây có plan các bạn ơi. Có plan đến đây này, Sở Y tế Hà Giang, Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phi. Chương trình làm cha mẹ có trách nhiệm giới để phát triển trẻ thơ toàn diện. Tên mô hình dinh dưỡng là nuôi gà đẻ trứng địa phương. Thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Thời gian triển khai mô hình là 6 tháng. Đây, hai con của em Vân, hai con đây. Đây là một cô con gái lớn này, cô con gái nhỏ đây. Cún bế ra đây xem nào. Bế em bé ra đây nào. Bế ra đây cho sáng nào. Mô hình nuôi gà là ở bên này à, gà đen à? À, nuôi gà thịt đen đấy. Đây các bạn ơi, em bé của em Vân đây này. À, đây em Vân đây rồi. Cho bố bế nào, cho bố bế nào. Đây cho bố bế nào, cả hai đứa này. Ôi ra đây không sợ đâu. Các bác đến đây chơi mà. À, đây là vợ chồng của em Vân, hai con. Đấy. Hôm kia Tuấn Nùng cùng em Vân đi bắn cá ở suối. Cũng được trao đổi rồi thì vợ bỏ đi về ngoại ở trên Tùng Sán, xin gạo với lại xin sắn về ăn nhá. Gia đình của em thì mỗi một năm chỉ cấy được 2-3 thóc thôi. Ôi hôm nay bác vào đây bác lại quên không mua kẹo cho cò, không mua sữa rồi. Thôi để ngày mai bác lại quay lại nhá. Không sợ đâu. Nó sợ. Tối nay ăn món gì em? Tối nay ăn rau rừng không hả? Rau rừng á? À? Ăn rau rừng với cái gì? Sắn rồi á? Anh cho em 2 xiên nấm hương tiếp. Đấy, cho bạn ấy cho alo rồi. Cho em thêm 2 xiên nấm hương. Anh chỉ cho 2 xiên nhá, 2 xiên anh để cho trẻ con anh ăn. Con cún nó đòi cái gì ấy? Nó mà bé. Bé á, ồ đòi bé á. Bé đi là ở trên Tùng Sán à? Vâng. À. Thế lúc đi tán là có xe không? Có mà. Có xe á? À? Xe thế xe để đâu? Cùng các bạn đi thôi. À cùng các bạn đi. Đi bắt vợ à? Có phải bắt vợ không? Không. Hay là lấy tán? Tán xong là vừa thì dịu về thôi. Vừa ý là dù về thôi. Thế em gái này là ở thôn Tà Lèng, thôn 7 Tùng Sán đúng không? Thôn 8. Thôn 8 Thượng Hạ à? Đó, hai vợ chồng của em Vân, hai con đây. Hai cô công chúa luôn. Này này, dỗ con này. Đang gây mặt lên. Nhà hình như đang thực hiện mô hình nuôi gà đen này. Đấy, người ta ở nhà, cái này giống nhà. Nhưng mà cái chuyển kia là... Không, cái em... Cho mấy con. Tức là bên plan là cho 7 con đúng không? Tức là plan có triển khai cái chương trình giúp đỡ các trẻ em học sinh, đặc biệt là các trẻ học sinh đang đến lớp, với lại các cái hộ nghèo là 7 con gà. 7 con gà giống. Nhưng mà gà giống địa phương, gà đen địa phương à? À để làm giống thôi đúng không? Thế là vừa nuôi à? Vừa nuôi mà. Hôm kia về lấy về. Hôm kia mới lấy về thôi á? À thế là mới được thôi cái gì? À anh cứ tưởng là lâu rồi. À nhưng mà lấy về để nuôi thôi chứ? Nó cho nuôi. À nó lấy về cho nuôi gì? Nhưng mà nhà mình bây giờ gạo không có ăn sắn mà đói thì có thịt ăn không? Không được thịt đâu nhỉ, nuôi lớn chứ. Nó lớn thịt luôn. Nuôi để nó đẻ trứng. Đẻ trứng. Làm giống. Mình xem đàn gà đâu. Bảy con anh thấy ở đằng sau nhà. Đằng sau nhà. Các bạn ơi, đây là hộ của em Vân, hai con. Đó.
có mô hình của chương trình Plan là hỗ trợ cho 7 con gà đen để làm giống. Các bạn ơi, đây là trong nhà của em Vân, hai con. Tất cả cửa và nhà sẽ được quay bằng phên nhé. Những chiếc cột thì bằng bắp tay đây. Đó, các bạn, đấy. Thấy chưa? Chiếc cột chỉ bằng bắp tay thôi. Ngay phía trong nhà, chạn bát được treo lên cũng rất là sạch sẽ. Bên này là cái chạn để ly. Một chiếc ống tre chắc là để đũa. Nhưng mà con mọt nó cũng ăn hết rồi. Ô, trong nhà không có cái gì cả. Trong nhà chẳng có cái gì luôn đấy. Có mỗi một khu hạnh phúc thôi các bạn ạ. Đây là khu hạnh phúc của hai vợ chồng. Một gian buồng ngủ. Đó. Đây chỉ là một cái gian buồng ngủ của hai vợ chồng với lại hai cháu nhỏ thôi. Đây các bạn xem này. Đây. Trong này là gian buồng ngủ. Đấy. Có chăn đắp không đây? Có hai cái. Có hai cái thôi à? Có đủ đắp không? À, không đủ nhưng mà cũng chẳng có cái gì để đắp đâu đúng không? Ôi. Cũng chỉ có hai chiếc chăn nhung thôi các bạn ạ. Đó. Em bé này là được 13 tháng rồi đấy nhỉ? Được 13 tháng. 13 tháng nhỉ, hơn 1 tuổi rồi. Đó. Đây là vợ của em Vân hai con. Đây cháu bé đây. Đó. Chắc là từ cái lúc đẻ đến bây giờ là đã được uống một cái hộp sữa nào ở ngoài chợ họ bán chưa? Chưa bao giờ được đâu đúng không? Khổ thân thế các bạn ơi. Từ cái lúc đẻ ra đến bây giờ có lẽ là cả đứa lớn chứ không phải là nguyên đứa nhỏ này đâu. Chưa bao giờ biết hộp sữa mà ở ngoài người ta bán Vinamilk hay là bất kể một loại sữa gì đó là cũng chưa bao giờ biết. Hoàn cảnh rất là khó khăn này. Đây là khu vực bếp. Cám, một nồi cám cho lợn. Nhưng mà sao cái kiềng bếp lại để chéo một góc vào góc nhà như thế này? Không để như thế không vướng. À, để như thế này là không vướng đúng không? À, tức là ngồi bên này bên kia được. Đây, cái chảo nấu ăn đây. Ôi trời ơi, ô vẫn còn một ít cơm nguội này. Thế tối nay không nấu cơm à? À, có một ít gạo là chỉ nấu một tí đấy để ăn thôi. Thế hôm nọ là đi về bên ngoại có xin được gạo không? Có, xin được một ít thôi. À, đi về ngoại là xin được một ít thóc à? Gạo hay thóc? À, xin một ít gạo à? Đất cũng không có nhiều đâu đúng không? Ôi. Các bạn ơi, nghèo khổ này. Hai vợ chồng rất chịu thương chịu khó, cày cục 2 năm trời tích góp mua được 30 tấm lợp. À, còn tất cả những cái cây thông, cái xà gồ rồi những cái cột bằng cây thông với lại cây xoan hay cây rừng này này là em Vân em tự lấy về. Đó. Và nhờ hội em Alu này, đấy hàng xóm xung quanh này về để giúp dựng. Xong sau đó là lợp được cái mái nhà. Cái nhà này thì gió về thì rất là sợ luôn, tại vì ở chênh vênh. Em mang cái nấm hương ngâm nước xong là tí xào cho con ăn. Vâng. Nấm hương này phải xào với thịt gà cơ. Họ vừa cho 7 con gà thịt con đi nhờ. Thôi để làm giống thôi, anh trêu vậy thôi nhá. Tí lại thịt thật là hỏng đấy. Ôi các bạn ạ, nghèo lắm. Hai đứa trẻ A Sùng ạ. Hai đứa nhỏ từ lúc đẻ ra đến bây giờ chưa bao giờ biết đến một hộp sữa ở ngoài chợ là gì. Không biết á? Không biết đến luôn. Không có tiền mua. Hết gạo, đói lắm, không còn gì ăn nữa thì ăn sắn chán quá rồi thì về bên ngoại xin được 1-2 cân gạo xuống ăn. Hoàn cảnh thật. Đây Tuấn Nung hôm nay cũng cùng em Sùng ở đây để thăm hoàn cảnh của em Vân hai con. Hai vợ chồng thì rất chịu thương chịu khó, đất đai sản xuất thì cũng chẳng có. Đấy. Trước là dựng cái nhà bé bé này là lúc đầu là dựng để ở đấy. Xong bây giờ là
Lúc đầu chỗ này là chỗ ở này các bạn nhé. Lúc đầu hai vợ chồng về đây là ở cái nhà bé này này, lợp bằng danh. Đó. Bây giờ thì làm cái kho để củi thôi. Tại vì em ấy cũng tích góp 2 năm nay. Khi mà lấy vợ về tích góp xong là làm được một cái nhà. Một cái nhà thì cũng tạm bợ bằng phên. Hai vợ chồng tích góp 2 năm mới mua được 30 tấm pro xi măng về lợp nhà. Đấy. Các bạn có thể thấy được đây. 2 năm trước. Đấy. Là hai vợ chồng em ở trong cái nhà như thế này. Cao 1,5 m, 2 m. Đấy, Tuấn đi thì không chạm đầu đâu. Nóc nhà không hề chạm đầu. Các bạn ạ. Tuấn đi thì nóc nhà không hề chạm đầu đâu, nhưng mà ngày trước là hai vợ chồng em ấy ở cái nhà này trên một cái thửa ruộng mới đào thôi. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy, hình dung được. 2 năm trước khi hai vợ chồng ở trong cái túp lều lụp sụp lợp bằng danh như thế này, các bạn hiểu rồi. Đó, đây, xung quanh nhà thì rất là dốc và không có nước. Đấy. Mặc dù ở dưới này là suối nhá các bạn nhá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, ngay dưới chân của Tuấn Nùng dưới này là con suối chảy từ xã Đản Ván ra. Đó. Cái con suối này chảy từ xã Đản Ván ra. Nhưng cái dòng chảy của nó thấp hơn ở chỗ người ở. Chính vì thế không có nước để dẫn vào ruộng, và cái độ dốc ở đây thì rất là dốc. Không thể làm được những cái thửa ruộng. Nên là hai vợ chồng em chỉ có là quanh năm trồng sắn thôi. Ôi cẩn thận đất lở nhá. Ồ. Các bạn ơi, đất vừa lở luôn này. Đấy, chỉ sau 2-3 trận mưa 2-3 ngày trước đây này. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đất nó lở xuống luôn. Này. Nguy hiểm chưa? Đất vừa lở luôn, các bạn có thể nghe thấy tiếng ụp một phát. May là không ụp vào cái con gà mái đang ấp con này. Đấy. Nếu mà nó ụp vào cái đàn gà này là phí luôn một đàn gà luôn á. Nguy hiểm quá. Đó các bạn ạ, thì đất ở đây nó là đất đỏ này. Đất đỏ pha cát. Các bạn nhá, đây hoàn toàn đây là đất đỏ pha cát. Chính vì thế mà những cái khi mà trời mưa đến ấy, thì cái đất này nó rất là mềm, rất là xốp. Nó không có độ liên kết nên là rất dễ bị lở. Đấy. 2 năm trước thì hai vợ chồng ở trong này đấy, trong cái túp lều đây, bằng cỏ danh đây. Hai em tu trí làm một cái nhà cũng không đủ làm cái đầu đốc cơ mà, không đủ pro xi măng để làm cái đầu đốc nhà nên mưa vẫn hắt vào. Ở chỗ này thì cũng ở lòng con suối, nó dưới thung lũng gần suối nên là cũng chịu những cái cơn gió rất là to, rất là nguy hiểm luôn. Em A Sùng có thể hình dung 2 năm trước khi chỉ hơn 1 năm trước thôi, hai vợ chồng của em Vân, hai con này ở trong cái nhà này. Phải, hai vợ chồng trước ở đây mà. Em phải nên biết là hai vợ chồng ở trong cái túp lều cỏ này này. 2 năm trước á. Hơn 1 năm trước vừa mới làm cái nhà này được hơn 5 năm mà. Đây. Em biết ở đây rất là dốc, không thể làm được ruộng, trồng nguyên sắn, tiết kiệm 2 năm hai vợ chồng mới mua được 30 tấm lợp để làm cái nhà này. Còn cây này thì em Vân em khắc tự lấy ở trong rừng đây này. Em xem toàn cây ba soi với lại cây thông thôi mà. Ôi, hai đứa này các bạn có thể thấy không? Đáng yêu chưa này? Mà từ lúc đẻ ra đứa lớn này, đứa lớn này là được mấy tuổi nhỉ? 3 tuổi nhỉ? 3 tuổi rồi nhá. Mà đứa nhỏ này là được 13-14 tháng rồi. Từ cái ngày đẻ ra đến bây giờ, hai đứa trẻ này chưa bao giờ biết đến cái kẹo hay là hộp sữa được bán ở chợ, thì các bạn hiểu rồi. Hai em cũng vất vả, mưu sinh, cũng chịu khó làm nương làm dẫy trồng sắn để bán, để mua được pro về lập nhà. Đấy. Gạo thì cũng không đủ ăn, ăn sắn thay bữa. Vất vả lắm. Thật dễ.
Thế có hai cô công chúa rồi, hai vợ chồng có tính là đẻ thêm một thằng con trai không? Cũng nghĩ lấy một con trai nữa. À, tức là vẫn đẻ thêm cố một thằng con trai nữa đấy. Vâng. Người Mông là phải có thằng chống gậy đấy nhỉ. Dù hai vợ chồng vất vả nhưng mà cái sự hạnh phúc ấm áp hai vợ chồng dành cho nhau, có hai cô công chúa đáng yêu khỏe mạnh đó, dù có phải là ăn sắn thay cơm thì em ấy cũng rất là vui. Những khi rảnh thì em Vân này cũng đi xuống suối để bắt những con cá về cải thiện cái bữa ăn hàng ngày thôi. Còn lại thì như ban nãy Tuấn Hùng cũng hỏi rồi, em Vân chỉ ăn rau rừng thôi với lại măng. Đấy, tối nay thì nhà em mới có thêm hai xiên nấm hương lấy từ Tùng Sán xuống. Nấm hương thì ở rừng già mới có, ở đây thì không có rồi, vùng thấp này là không có rồi. Gia đình của hai em cũng rất là hoàn cảnh luôn. Ở phía trên kia là nhà ai kia, cái nhà bé kia, cái đầu nhà đen đen đấy. Ừ, cấp ba à? Ô, trên này chắc là nhiều hộ nghèo lắm nhỉ. Cái nhà bé kia nhà lá mà nuôi gà. À. Không làm cái chuồng à? Cái này. Chuồng này nó không đi. Làm cái chuồng không đi, thế cái nhà cũ của em ngày xưa hai vợ chồng ở đây này, bây giờ mình tận dụng làm cái chuồng gà luôn cũng được nhỉ. Bây giờ mình rào vào xong làm cái chuồng gà luôn. Úi, cẩn thận nhá, ngã nhá. Thằng nhỏ của Alu này là nghịch lắm ấy. Ôi, tạo lý đất này các bạn ơi, toàn là hốc đá này, cao như thế này cơ mà, cao hơn mái nhà. Cái nguyên lý cơ bản khi làm nhà đất như thế này thì tả lý đất cao hơn mái nhà là không ổn, đặc biệt là vào mùa mưa. Mà gia đình em ý thì mới đào chỗ này xuống để làm nhà thôi. Ui các bạn ạ, này cho các bạn xem nhé, những tấm phên mới chỉ được làm hơn một năm thôi, mối mọt hết rồi. Đó. Mọt hết rồi. Ui, ở dưới này nó thật là lạnh lạnh. Sợ nhất là đất nó bị sạt lở ấy. Tả lý đất cao lắm này. Nói chung là đứng ở đằng sau nhà này cũng sợ lắm. Cái này đúng cái nguyên lý là một túp lều chanh, hai trái tim vàng. Đấy. Hai vợ chồng dựng một cái lán bé tẹo như này, lập danh nha các bạn nhé, lập cỏ danh. Đấy. Ở 2 năm trước, tích góp mãi thì mua được mấy tấm lợp là đi lấy cây về dựng được một cái nhà to hơn thôi. Trong nhà thì đặc biệt là không có gì, không có điện này. Bây giờ một cái bóng điện dùng năng lượng mặt trời cũng 1,2 triệu á. Ừ. Nếu mà có ai thương mà ai giúp đỡ mà mua được cái bóng điện năng lượng mặt trời đấy thì tốt. Thì buổi tối thấp thoải mái. Hôm nọ anh có một cái nhưng nó bị hỏng hết rồi. Trẻ con nó nghịch quá, không là anh cho rồi. Vất vả. Các bạn ạ, khi chúng ta đi vào sâu, những cái vùng sâu, vùng xa, những cái góc nhỏ của những cái dải núi đồi non nước Việt Nam, đến những vùng biên cương của Tổ quốc, đến những cái huyện vùng cao biên giới, chúng ta sẽ bắt gặp được những cái hoàn cảnh của những hộ gia đình người ta chịu thương, chịu khó, cày cục cả đời, có lẽ cũng không thể đổi lại bằng một bữa ăn của những đại gia thành phố được. Khi vào đây chúng ta mới thấy được, cảm nhận được cái sự nghèo khổ của
của những con người bám đất, bám làng, bám bản ở vùng biên cương phía tây của tỉnh Hà Giang, huyện Hoàng Su Phi. Hôm nay Tuấn cũng thực sự là rất xúc động khi đến đây và được chứng kiến cái hoàn cảnh của em Vân hai con này cũng rất là khổ. Hai vợ chồng trước kia thì cũng đến với nhau, lấy nhau về và ở một cái lán nhỏ, một cái lán rất là nhỏ luôn, như cái chuồng gà. Đó, được lập bằng cỏ ranh. Sau 2 năm, hai vợ chồng chịu thương chịu khó trồng những cái nương sắn và bán cho những người thu mua nấu rượu sắn, thì mới mua được 30 tấm lợp về để lợp cái nhà các bạn nhé. Và hai đầu đốc thì không có tấm lợp và thiếu tấm lợp để lợp hai cái đầu đốc này. Chính vì thế khi mưa và gió nó xảy ra, nó sẽ hắt vào trong nhà, vì ở đây các bạn biết rồi, thuần theo cái dọc con suối này, đó, dọc cái con suối này đi sang bên phía bên này là theo cái thung lũng của cái dòng suối chảy ra cái sông chảy kia, nên là sẽ đón những cái cơn gió, có những lúc là gió rất là to. Ở xung quanh gia đình của em Vân hai con này không hề có một cái cây xanh nào cả để có thể chắn gió hay là che gió cho 4 người trong một cái căn hộ nhỏ nhoi như thế này. Thế mà hai vợ chồng rất là hạnh phúc, yêu thương nhau. Đến đây thì Tuấn Nùng cũng sẽ sớm quay trở lại với hộ của em Vân hai con này. Bản thân Tuấn sẽ mua những hộp sữa, gói kẹo hay là cân thịt, gói cháo để giúp đỡ cho gia đình em ý. Vì các cháu nhỏ cũng gầy quá. Thực sự là nhìn vào đã cảm thấy là có cái sự suy dinh dưỡng về cả cân nặng lẫn chiều cao rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa biết mùi vị hộp sữa là gì. Thì các bạn hiểu rằng là cái cuộc sống nghèo đói cơ cực như thế nào đối với hai vợ chồng. Và đến nỗi là không đủ gạo ăn. Thời điểm tháng 3 bây giờ cho đến tận tháng 8 là thời điểm đói giáp hạt. Và cũng sẽ thiếu những cân gạo, những cân thóc để ăn. Vợ em ấy đã bỏ đi về ngoại để cầu xin sự giúp đỡ bên ngoại, xin đâu đó được 2-3 cân gạo mang xuống nấu ăn rải sẻn cho các con thôi. Còn nói thật ra vợ chồng em ấy thì cũng ăn sắn qua ngày, cũng rất là vất vả. Ngay đằng sau đây các bạn có thể thấy chỉ có những cái gốc cây sắn được trồng lên thôi. Đó, mà cái em chó này thì cứ loanh quanh bên cạnh mình thôi. Chả hiểu là nó đang soi mói nghe mình nói gì mà nó cứ đi theo mình nhỉ. Đấy, chó thì là chó của em Alu mà không theo Alu các bạn nhé. Đó, Tuấn Nùng xin chân thành cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị và toàn thể các bạn luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành, ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Hôm nay Tuấn đến đây để chia sẻ một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất là nghèo và rất là đói, rất là thiếu thốn. Cái sự chia sẻ của cộng đồng, sự giúp đỡ của mọi người, Tuấn cũng rất là mong sao là video này của Tuấn sẽ được mọi người đón nhận để cùng thông cảm cho hoàn cảnh của em Vân hai con, và cũng mong sao sẽ có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tuấn Nùng cũng xin được kết thúc video và di chuyển đi về thôi. Gia đình của em ấy thì ăn cơm rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi nhé. Tuấn Nùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các tập video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Tối rồi, mù chê lơ. Ê chà. Thôi bác đi về đây, ngày mai ngày kia bác vào bác mua sữa cho con nhá. Thường quá, ôi dồi ôi, 3 tuổi không biết hộp sữa là cái gì đây này. 3 tuổi rồi còn không biết hộp sữa là gì luôn. Đó, đây hai vợ chồng này, đáng yêu chưa, yêu thương nhau. Chia đôi củ sắn nhé các bạn nhé. Củ sắn nướng cũng chia nhau, đấy mới là tình cảm vợ chồng. Đấy, không buông bỏ, không có sự ghét. Mà hai vợ chồng đang tính toán là đẻ thêm một thằng con trai nữa.
Tuấn Hùng đi về thôi.